từ giữa tháng 11 đến nay đã hơn 1 tháng. Nay đã là thời điểm cuối tháng, đồng thời cũng là cuối năm. Chúng ta phải bốc giải hạn thôi đúng không quý vị? Để nhận lọc đầu năm đúng không ạ? Và giờ vào việc luôn nha mọi người. Một năm vừa qua chúng tôi xin được gửi tới lời chúc sức khỏe là chị Ân. Đến barber shop sau 4 tháng tôi thấp tóc dài có thể đem đi gần. Em thấy sắp gọi ra cũng có bất ngờ không? Dạ bất ngờ với anh. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn nha anh. Dạ. Hai chào Nghĩa. À, chúc mừng em nha. Hôm nay em đã được trúng cái giải đặc biệt của Vũ Trí trong chương trình Gentleman. Em được giải 7 triệu. Em có cảm giác như thế nào không? Diễn tả cho anh biết thử. Thứ nhất là rất là bất ngờ, cái thứ hai là em tưởng là lừa đảo. Có đâu em, em có suy nghĩ gì khi mà văn phòng gọi cho em không? Số điện thoại gọi tới nói em trúng á. Dạ thì đó, rất là bất ngờ, tại vì từ xưa đến giờ mình chẳng bao giờ mình trúng gì hết trơn á. Tự nhiên giờ kêu trúng 7 triệu thì em có hỏi lại 2-3 lần đó là có thiệt hay là không. À, thì bên anh thì em có lên coi lại cái tổng đài với lại cái livestream của bên mình á, thì em thấy là đúng sự thật đó là vậy thì rất là vui. À, cuối năm rồi mà còn được lọc nữa. Thấy sướng không? Vừa đi cắt tóc mà vừa có tiền nữa. Nguyên một năm sau là được cắt tóc miễn phí luôn rồi. Sướng quá sướng. Giờ anh trao cho em cái quà may mắn của Vũ Trí nha. Em đếm lại giùm anh nha. Đây anh cầm giùm cho. Thấy sư tử là thấy Vũ Trí là thấy may mắn không? Vui không? Từ từ nha, từ từ thôi. Dạ đủ nha. Là đủ 7 triệu cho cả nhà. Barber shop Vũ Trí đỉnh cao nhất Sài Gòn. Chúc hệ thống của barber shop ngày càng phát triển hơn và có nhiều nhân viên nhiệt tình hơn, tại vì rất là thích tới đây. Thứ nhất là nhân viên rất là tốt luôn, và thứ hai là tư vấn chăm sóc rất là ok, nên mình rất là thích ở barber shop này. À, để chia sẻ cái niềm vui này với các bạn ở đây á, thì mình cũng có một ít lì xì nhỏ cho các bạn ở đây. Thì cái này là vui thôi nha, lì xì vui là chúc mừng năm mới luôn. Cái này em tặng cho cái người may mắn nhất là anh Hoàng đã cho em cái phiếu rất là may mắn này. Trời luôn, dễ sợ luôn. Anh đâu hết luôn cũng được. Còn một cái em gửi cho bác bảo vệ. Rồi, ok, cảm ơn nha. Ok, còn thiếu ai không ạ? Dạ không, đủ rồi anh ơi. Muôn lời chim hót vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Vậy là sắp vụ trí đến cao nhất Sài Gòn.